một sáng mùa xuân bầu trời đầy én bay một người từ hai ngoài quay về cô hương mang theo nỗi khát khao về một nhịp câu mang theo nỗi ước mơ về kính thưa tất cả quý vị khán thính giả Góc nhìn Hoàng Duy Hùng ngày 11 tháng 8 năm 2021 Thưa quý vị, chắc quý vị còn nhớ vào ngày 23 tháng 5 năm 2021 Belarus đã cho một chiến đấu cơ MiG-29 lên ép chiếc máy bay dân sự Ryanair bay từ thành phố Athens tới thành phố Vilnius và đi ngang qua bầu trời của Belarus nên chiếc máy bay Ryanair đó đã phải hạ cánh xuống tại thủ đô Minsk nước nước uh, Belarus và chính phủ của ông uh, tổng thống Alexander Lukashenko đã tới bắt giam ông Roman Protasevich là một người hoạt động ở hải ngoại chống đối nhà nước Belarus Quý vị còn nhớ cái cảnh đó Thì lập tức Những quốc gia Liên Âu Là phản đối Belarus Họ làm áp lực lên trên Belarus Họ không cho các chuyến máy bay của Belarus Tới Pháp hoặc là tới Anh Và nước Mỹ đã làm áp lực rất nặng nề Lên trên Belarus Và có những dư luận của từ ở bên Ukraine Do tổng thống của Ukraine là ông Zelensky ông nói rằng là có lẽ Belarus bây giờ sẽ là sắp nhập vào nước Nga như thời kỳ họ đã từng là một thành phần của Liên Xô vân vân và vân vân nhiều dư luận nói rằng là Belarus nay mai sẽ nhập vào nước Nga thế thì vào ngày mùng 10 tháng 8 năm 2021 Tổng thống Belarus là ông Alexander Lukashenko ông có trả lời với báo chí và đó, trước tiên đó, ông nói về vấn đề của những nước như nước Anh, nước Pháp và nước Mỹ làm áp lực không cho các chuyến máy bay dân sự tới những quốc gia đó cũng như là cấm vận này nọ đó thì ông có cảnh báo liền ông cảnh báo như sau ông nói như vậy chứ là còn các biện pháp trừng phạt được quý vị cứ áp đặt đi chúng ta sẽ sống và sẽ thấy điều này sẽ dẫn đến cái gì nếu quý vị không nghĩ cho chính cần bình tĩnh tỉnh táo lại và suy nghĩ xem thế nào thoát khỏi tình trạng này? À, hãy nghe đây, quý vị sẽ khơi ra cuộc thế chiến thứ ba. À, ông Alexander Lukashenko cũng cho rằng là nếu mà cái tình cảnh này á mà để ép ép quá đó thì Nga và Belarus sẽ là thành một khối đó, thì là có đề tam thế chiến. Mà nếu có đề tam thế chiến thì ông nói như sau. Quý vị sao thế định đẩy chúng tôi với người Nga đến chuyện này chăng? Tức là đẩy hai quốc gia tới một cái chuyện là sẽ khơi dậy một cuộc chiến tức là đại tam thế chiến. Quý vị muốn giành chiến thắng trong cuộc chiến này sẽ không có người chiến thắng đâu. Và nếu xảy ra chiến tranh, người chiến thắng chắc chắn không phải là quý vị. Nếu quý vị cứ tiếp tục lấn tới thì sẽ không còn đường quay trở lại đó là lời cảnh báo của tổng thống belarus ông alexander lukashenko còn về dư luận mà nước belarus sắp nhập vào nước nga như lời cáo buộc của tổng thống ukraine là tổng thống zelensky thì như thế nào có xảy ra được hay không thì theo tổng thống Alexander Lukashenko đó ông có trả lời là là đây là một cái điều rất là quá sớm rồi nó không có không, không cần nó không cần thiết. Ông nói là là để tăng cường hội nhập trong nền kinh tế bạn không cần phải hội nhập vào cùng một cơ thể. Người Belarus trân trọng việc đất nước có chủ quyền và độc lập. Ông khẳng định là dân Belarus và ông là muốn có chủ quyền và độc lập. Đối tác, nhưng mà không cần phải là thành là một thực thể. Đó là ý ông nói là nước Belarus không cần phải sắp nhập vào nước Nga. Và ông cho rằng là Tổng thống Vladimir Putin cũng không muốn cái điều đó. Cho rằng là Tổng thống Vladimir Putin không muốn điều đó. Ông nói là chứ là... Ông nhìn thấy qua đôi mắt của Tổng thống Nga Vladimir Putin là không muốn có điều đó. Và liệu Nga có cần thêm một cơn đau đầu nữa hay không? Tức là nếu mà sắp nhập vào nước Nga đó, Belarus sắp nhập vào nước Nga đó, thì đó là một cái sự đau đầu cho nước Nga chứ không có gì hết đó. Ông nói là cho nước Nga không cần, cần. điều đó. Chắc chắn ông ấy hiểu rõ điều đó, rằng thế giới đã thay đổi, nhưng không cần có cái sự sắp nhập Belarus vào nước Nga. Thì ông ấy nói tiếp luôn đó là Tôi luôn nhìn thấy điều đó Qua đôi mắt của Tổng thống Nga Không cần Không cần sát nhập Belarus Nhưng mà ông nói rằng là Chứ là với nước Nga đó Thì Ông coi nước Nga đó Như là một người đàn anh Như là một người đàn anh Còn cái chuyện mà gọi là Sát nhập Thì cái mức độ sát nhập không cần vì tương tác như là một rồi, nào, ông mới nói tiếp là chứ là giữa Nga và Belarus là một liên minh quốc gia đã ở mức độ hội nhập, ở, ở mức độ hội nhập không cần phải thành trở thành là một mà đã là ở cái mức độ hội nhập, à. và ông ấy cho rằng là cái lời cảnh báo của Tổng thống Volodymyr Zelensky của nước Ukraine đó, là hoàn toàn là không có một cái ý nghĩa gì hết đó là một sự khiêu khích trên nước nga và nước belarus có thể bùng nổ ra để tam thế chiến thưa quý vị đó là cái câu trả lời của ông uh, tổng thống alexander lukashenko của belarus thế thì người ta mới hỏi ông là bây giờ đó là về vấn đề mà tùy cái nhiệm của ông thì sao Thưa quý vị, quý vị còn nhớ từ tháng 8 năm 2020, cuộc bầu cử diễn ra xong thì người dân ở Belarus biểu tình chống đối ông Alexander Lukashenko và ông đã dùng một bàn tay sắt để dẹp cái cuộc biểu tình. Thì ông mới trả lời luôn đó là bây giờ đó là ông biết rằng là ông sẽ phải ra đi. Ông biết rằng là ông sẽ ra đi. À, không cần phải đoán như thế nào hết đó, đó là ông nói là chứ là không cần phải đoán ông cũng sẽ ra đi ông ra đi cách này hay cách khác thôi nhưng mà đó là bây giờ nên là phải tìm cái cuộc gọi là cái người thay thế bằng cuộc bầu cử hợp pháp ông nói như vậy ông muốn có một cái cuộc bầu cử hợp pháp và cái người thay thế thắng cử sẽ thay thế và lúc đó đó là ông không biết ông là ở vai trò gì trong đó bác nói thêm luôn là chứ là tôi có thể trả lời như người bạn tốt và người anh cả của tôi là tổng thống Vladimir Putin đã từng nói người dân Belarus bầu chọn ai thì người đó sẽ là tổng thống bây giờ tôi chưa xác nhận được mình sẽ giữ vị trí nào tôi nói thành thật tất nhiên tôi suy nghĩ về điều này đây đâu phải là vị trí vĩnh viễn tôi cũng là con người tôi cũng phải ra đi thì ông nói ông cũng sẽ ra đi nhưng mà bầu chọn được ai theo như ý của ông Putin thì người đó là tổng thống thì ông sẽ chấp nhận nhưng mà tổ chức cuộc bầu cử khi nào thì ông không trả lời tổ chức cuộc bầu cử khi nào thì không trả lời ông nói rằng là chỉ khi nào ông cải tổ được hiến pháp xong rồi đó thì có mới tổ chức được bầu cử thưa quý vị đó là thông tin từ vấn đề họp báo trả lời mọi người của tổng thống alexander lukashenko về tình hình belarus có sắp nhập vào nước nga hay không và có bao giờ để tam thế chiến xảy ra khi mà liên âu cùng với nước mỹ áp đặt lên trên belarus và nước nga những vấn đề đó là thông tin còn tôi suy nghĩ như vậy thưa quý vị là chắc chắn sẽ không có cái vụ mà để tam của thế chiến xảy ra khi mà có sự áp lực lên trên Belarus. Belarus là đương nhiên là nói giống như ông Lukashenko là hòa hợp với nước Nga như một nhưng mà không có phải rằng là một thành phần với nước Nga như hồi xưa là Belarus ở trong Liên Xô. Tôi đồng ý cái chuyện đó nhưng mà tôi không đồng ý cái việc mà gọi là cái áp lực của thế giới lên trên Belarus đó, nó trở thành là một đệ tam thế chiến đệ tam thế chiến không dễ dàng gì mà nổ bùng ra như vậy đệ tam thế chiến ở ở nơi khác chứ không phải ở cái vụ mà gọi là chỉ là làm áp lực lên trên Belarus để có cuộc bầu cử à, bầu cử đó thì ông nói rằng là chưa là Ông đợi có bầu cử thì ông sẽ nhượng bước Nhưng mà cái cách của ông thì cũng khôn khéo Ông nói là ông cải tổ hiến pháp trước Cải tổ hiến pháp không biết khi nào xong 5 năm, 10 năm, 3 năm, 2 năm, 1 năm, không biết Đây cũng là sự khôn khéo của ông tổng thống Alexander Lukashenko Để giữ cái quyền lực của ông Và có thể khi ông cải tổ xong người ta lại bầu ông Thì ông cũng sẽ giống y như là Vladimir Putin mà ông gọi là người anh cả. Thế giới Tây Phương suy nghĩ rằng là ông sẽ đóng một cái vai trò và cái kiểu cách giống như vậy, giống như là ông Putin mà thôi, để giữ quyền lực cho tới mãn đời ở tại Belarus. Thưa quý vị, đó là thông tin của tôi và góc nhìn của tôi về chuyện này. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi. Và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.